Số ca tổng đài 111 hỗ trợ can thiệp liên quan đến bạo lực trẻ em tăng mạnh trong năm ngoái, đặc biệt nguyên nhân do người thân trong nhà chiếm tới 73% trong số hơn 600.000 cuộc gọi tới. Đây là thông tin tại hội thảo về bảo vệ trẻ em vừa được Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Tình hình xâm hại trẻ em phức tạp hơn và xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội như ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong đó việc bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em chưa được quan tâm các vụ bạo hành phần lớn vẫn xuất hiện từ quan niệm thương cho roi cho vọt của phụ huynh và không phải ai cũng có kỹ năng trong giao tiếp với con cái